Bên lề hành lang Quốc hội, thì phóng viên của truyền hình Quốc hội cũng đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội về nội dung hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Phần là hội đồng thẩm định giá đất là quy chế làm việc đã đảm bảo tính độc lập và khách quan. Rồi là đồng thời các nguyên tắc định giá đất cũng đã đạt yêu cầu là phải tuân thủ đúng phương pháp trình tự thủ tục định giá đất. Đây là phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh đó thì dự thảo lần này cũng đã quy định chi tiết các nguồn thông tin đầu vào định giá đất. Đó là bao gồm đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, được chứng thực, rồi là giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, rồi giá đất thu thập qua điều tra, khảo sát đối với trường hợp chưa có thông tin giá đất và chỉ cho phép sử dụng các cái thông tin được hình thành trong thời gian là 24 tháng tính tới thời điểm xác định giá đất để phản ánh đúng xu hướng thị trường. Điển hình hiện nay chúng ta đều biết rằng là chính phủ đang ban hành một nghị định sửa chính nghị định 44 về liên quan đến định giá đất. Và chúng ta biết rằng là với cái dự thảo của cái nghị định sửa nghị định 44 này ấy, thì trong đó có đưa rất nhiều các cái phương pháp, chẳng hạn như là những cái phương pháp về so sánh. Thì khi mà bồi thường cho người dân thì anh phải lấy những các cái mảnh đất mà trên thị trường đã giao dịch nó tương tự như thế để tìm ra cái giá của cái mảnh đất này sẽ là bao nhiêu, nó phải tương đương với những mảnh đất trên thị trường đã giao dịch tương tự. Và như vậy thì không còn cái chuyện là sẽ áp cho người ta một cái giá thấp. Nên là những cái công trình nào mà nằm trong quy hoạch và những cái vùng nào nhà nước thu hồi đất phục vụ cho phát triển quốc phòng an ninh cũng như kinh tế xã hội vì lợi ích chung của cộng đồng thì nhà nước thu hồi đất áp dụng theo giá thời điểm của địa phương quy định phê duyệt. Còn những cái vùng mà doanh nghiệp muốn để mà phát triển đến mở rộng đô thị hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh thì nên để cho cái cơ chế tự thỏa thuận. Cho nên theo tôi phải có hai cái phương án, hai cái cơ chế như vậy tùy theo. Cho nếu quy định chung một khung thì nó sẽ khó và nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giải ngân vốn cũng như là giải phóng mặt bằng cũng như phát triển kinh tế xã hội theo cái là yêu cầu. Chiều nay Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phiên thảo luận sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam vào lúc 14 giờ. Mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi.